Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã đề số 585 nhé. Anh sẽ để mã đề tại đây. Câu hỏi số 4 của chúng ta là một loại câu hỏi liên quan tới kế toán ở loại hình doanh nghiệp là xuất nhập khẩu. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ xuất khẩu trực tiếp nhé. Chúng ta có tất cả là 6 nghiệp vụ. Ở nghiệp vụ thứ nhất là xuất kho hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu. Giá xuất kho của chúng ta là 750.000 và chi phí vận chuyển thuê ngoài chưa trả số tiền giá chưa bao gồm VAT 10% là 12.000. Thì 1A của chúng ta sẽ định khoản như thế nào các bạn nhỉ? Nợ tài khoản ở đây thì chúng ta sẽ là xuất kho. Tức là chúng ta đang là xuất kho. Chúng ta xuất kho đi đúng không? Nhưng mà chưa giao được cho người bán, chúng ta sẽ ghi nhận vào nợ tài khoản 157 nhá, tức là hàng gửi bán. Bởi vì chúng ta chưa giao được cho họ, cho nên là quyền và nghĩa vụ của chúng ta chưa đủ quyền và chúng ta chưa bàn giao được cái rủi ro cho họ. Vì vậy rằng là chúng ta chưa được ghi phép ghi nhận giá vốn và doanh thu ở thời điểm này. Chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 157 và có tài khoản 156 là xuất kho, giảm cái hàng tồn kho trong kho của mình đi và ghi tăng cái hàng gửi bán của chúng ta lên là 750.000 theo giá trị giá vốn. Bút toán tiếp theo của chúng ta liên quan là nghiệp vụ 1 này, đó chính là bút toán của việc là cái chi phí vận chuyển thuê ngoài chưa trả là 12.000. Cái chi vận chuyển này liên quan đến cái hoạt động này, hoạt động bán hàng của chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ ghi nhận vào chi phí bán hàng là nợ tài khoản 641 nhé, tăng chi phí bán hàng lên là 12.000. Nợ tài khoản 133 là thuế trị tăng được khấu trừ là 1.200. Và số tiền này chúng ta chưa trả, chúng ta sẽ ghi có tài khoản 331 là 13.200 nhé. Chúng ta sang nghiệp vụ số 2 là cái lô hàng ở nghiệp vụ số 1 được thông quan đưa lên phương tiện vận tải quốc tế và khách hàng B đã chấp nhận thanh toán với giá 50.000 đô la. Thuế xuất khẩu là 5% và tỷ giá hải quan là 22,9. Ở đây chúng ta sẽ có bút toán khi mà chúng ta giao được cho họ rồi, bàn giao rủi ro và lợi ích của hàng hóa cho họ và họ chấp nhận thanh toán rồi, thì lúc này chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn. Và chúng ta có hai bút toán đó này, cộng với thêm bút toán liên quan đến thuế xuất khẩu này. Ok chưa? Thì như vậy chúng ta sẽ có ba bút toán. Bút toán 2A của chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn, chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 632 và có tài khoản 157 ở trên này đúng không? Lúc trước là chúng ta đã xuất kho đi, chúng ta giảm 156 rồi, thì bây giờ cái giá trị hàng chúng ta xuất khẩu đấy chúng ta đang theo dõi ở trên tài khoản 157, thì bây giờ khi bán được nó chúng ta sẽ ghi giảm tài khoản 157 xuống, số tiền sẽ bằng là 750.000, đúng là trị giá vốn lúc trước chúng ta đã xuất kho rồi. Nghiệp vụ 2B của chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu của chúng ta, doanh thu của chúng ta là 50.000 đô, chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 131 và có tài khoản 511. Ở đây các bạn lưu ý cho anh một điểm là chúng ta không có tài khoản thuế trị gia tăng phát sinh ở thời điểm này, bởi vì rằng là theo quy định của luật thuế thì khi chúng ta không tiêu thụ cái thuế trị tăng đó ở trong nội địa, chúng ta sẽ không phát sinh cái khoản thuế trị tăng này. Thuế xuất thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng xuất khẩu chúng ta sẽ là 0% nhé. 50.000 đô la này chúng ta sẽ nhân với tỷ giá giao dịch thực tế phát sinh tại thời điểm mà chúng ta ghi nhận doanh thu đó. Thế thì tại thời điểm này chúng ta sẽ có tỷ giá như thế nào nhỉ? Đề bài cho chúng ta là ở nghiệp vụ số 2 của chúng ta là có hai loại tỷ giá là tỷ giá mua và tỷ giá bán. Thì câu trả lời ở đây là chúng ta sẽ áp dụng theo tỷ giá gì các em? Đối với đây là công nợ phải thu đúng không? Là doanh thu phát sinh của doanh nghiệp. Thế thì công nợ phải thu chúng ta sẽ ghi nhận theo tỷ giá gì nhỉ? Tỷ giá mua của ngân hàng thương mại đúng không? 50.000 nhân với lại 22,5. Cái này các bạn đã được học ở phần lý thuyết liên quan đến tỷ giá rồi nhá. Anh sẽ không nhắc lại lý do nữa. Đối với 2C. Đối với 2C thì chúng ta sẽ là ghi nhận cái phần liên quan đến thuế xuất khẩu. Thuế xuất khẩu sẽ là một khoản thuế nó giảm trừ vào cái phần doanh thu, tức là chúng ta sẽ trừ vào doanh thu trước khi chúng ta kết chuyển doanh thu đúng không? Đó thì chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 511 và có tài khoản 3333 là 50.000 đô la nhân với thuế xuất khẩu là 5% và nhân với tỷ giá. Ở đây thì liên quan đến thuế, các loại thuế thì khi áp dụng tỷ giá thì nhớ trang điểm là gì nhỉ? Tỷ giá chúng ta áp dụng phải là theo tỷ giá của cái cơ quan hải quan quy định nhé. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong nghiệp vụ số 2, chúng ta sang nghiệp vụ số 3. Nghiệp vụ số 3 của ta là mua hàng chuyển ngay đến cửa khẩu để xuất khẩu. Giá mua chưa thuế chỉ tăng 10% là 550.000 và chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền gửi ngân hàng là 10.500 chưa bao gồm VAT. Ở đây thì ở nghiệp vụ số 3 này chúng ta mua về chúng ta xuất ra cửa khẩu luôn. Chúng ta cũng giống như ở nghiệp vụ 1 này thôi, tức là chúng ta chưa bàn giao cho họ. Vì vậy chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 157 nhá, mua về và xuất ngay đi đến cửa khẩu luôn. Thì ghi nợ tài khoản 157 550.000, số tiền mà chưa bao gồm thuế. Nợ tài khoản 433 là 55.000 và tổng số tiền mà phải trả cho người bán chúng ta chưa trả là có tài khoản 331 là tổng tổng 2 nhá. Cái chi phí vận chuyển chúng ta đã trả trăm này chúng ta sẽ ghi nhận vào chi phí gì nhỉ?
bán hàng, nợ tài khoản 641, nợ tài khoản 133 và có tài khoản 112, được chưa? Số tiền tương ứng là 10.500, 1.050 và 11.550. Thì đấy là nghiệp vụ số 3B. Chúng ta sang nghiệp vụ số 4 là ngân hàng báo có khách hàng B đã trả tiền là 50.000 đô la. Khách hàng B là khách hàng ở nghiệp vụ số mấy các em nhỉ? Đó là ở nghiệp vụ số 2 nhá. Đây, khách hàng chính là cái số phải thu là 50.000 nhân với lại 22,5 này. Vậy thì lúc này khách hàng đã thanh toán, khách hàng B thanh toán thì chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 112. Thì số tiền mặt 112 tăng lên lúc này của chúng ta là 50.000 đô la. Thì chúng ta phải quy đổi cái 112 của 50.000 đô la này sang cái tỷ giá giao dịch tại thời điểm chúng ta phát sinh. Ở đây là tại thời điểm chúng ta phát sinh ở nghiệp vụ số 4 này để cho là gì các em nhỉ? Ở nghiệp vụ số 4 thì họ cũng sẽ cho hai tỷ giá là tỷ giá mua và tỷ giá bán. Thế thì chúng ta sẽ áp dụng theo tỷ giá nào? Thì câu trả lời đây các bạn đã học ở phần tỷ giá rồi đúng không? Ở trong khóa học này chúng ta đã dạy rất kỹ ở phần này rồi. Chúng ta sẽ áp dụng tỷ giá giao dịch tại thời điểm phát sinh là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại là 22,7 nhé các em nhé. Còn cái phần có tài khoản 131 của chúng ta sẽ là 50.000 nhân với lại cái thời điểm lúc mà chúng ta là đây chính là tỷ giá gì nhỉ? Tỷ giá ghi sổ đích danh. Tỷ giá 22,5 nhé. 22,5. Rồi, thế thì như vậy nó sẽ xảy ra một cái chênh lệch các em ạ. Thời điểm mà chúng ta nhận được tiền gửi ngân hàng nó là 22,7, thời điểm chúng ta ghi nhận công nợ là 22,5. Chênh lệch ở đó, chênh lệch ở đây là chênh lệch gì nhỉ? Chênh lệch có lợi cho mình đúng không? Chúng ta sẽ ghi tăng vào đâu? Tăng vào cái doanh thu hoạt động tài chính nhá. Tăng vào doanh thu hoạt động tài chính. Rồi, chúng ta sẽ ghi tăng vào doanh thu hoạt động tài chính đúng không? Chúng ta sang nghiệp vụ số 5 là hoàn thành xuất khẩu cái lô hàng ở nghiệp vụ số 3 cho khách hàng C, giá Ford là 40.000 đô la, thuế xuất khẩu là 2% và công ty đã nộp thuế lại bằng chuyển khoản Việt Nam đồng, thanh toán bằng chuyển khoản Việt Nam đồng và tỷ giá hải quan của chúng ta là 22,9 các em nhé. Vậy thì ở nghiệp vụ này chúng ta là nghiệp vụ mà khi mà chúng ta đã hoàn thành lô hàng rồi thì lúc này chúng ta đã bàn giao cho họ, họ chấp nhận thanh toán thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn và ghi nhận doanh thu nhá. Thì 5A chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn là nợ tài khoản 632 tăng chi phí giá vốn hàng bán lên có tài khoản 157 đây. Được chưa? Số tiền là 550.000. Bút toán B chúng ta ghi nhận doanh thu. Chúng ta ghi nhận doanh thu. Thì chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 131 và có tài khoản 511 là 40.000 đô la nhân với lại cái tỷ giá giao dịch thực tế phát sinh tại thời điểm chúng ta ghi nhận doanh thu. Thế thì tỷ giá ở đây chúng ta sẽ có là gì nhỉ các em nhỉ? Đề bài cho là ở nghiệp vụ số 5 của chúng ta là có hai loại tỷ giá 22,8 và cái một cái tỷ giá gì đấy thì nó đang bị mất chữ ở đây. Thế thì may sao là cái tỷ giá chúng ta áp dụng thì nó lại không mất, tức là cái tỷ giá tại thời điểm mà chúng ta ghi nhận doanh thu này chúng ta sẽ áp dụng theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại, tức là 22,8 nhé các em nhé. 40.000 đô la nhân với 22,8. Chúng ta sang nghiệp vụ số tiếp tục là trong nghiệp vụ này thì chúng ta có liên quan đến thuế xuất khẩu nữa. Nghiệp vụ thuế xuất khẩu của chúng ta thì chúng ta ghi nhận phần mà thuế xuất khẩu phải nộp thì là ghi nợ tài khoản 511 và có tài khoản thuế xuất khẩu là có tài khoản 3333. Số tiền sẽ là 40.000 đô la là doanh thu của chúng ta nhân với phần thuế xuất mà chúng ta liên quan đến nó là 2%, được chưa? Thì ra nguyên tệ là nhân với lại cái tỷ giá của cái cơ quan hải quan đó là 22,9. Ok chưa? Thì đấy là cái số chúng ta phải nộp. Bước tiếp theo của 5D là ở đây đề bài có nói là công ty đã nộp cái khoản thuế này bằng chuyển khoản nhưng mà bằng Việt Nam đồng nhé. Thì chúng ta sẽ ghi là bằng chuyển khoản đúng không nhỉ? Bằng chuyển khoản thì chúng ta sẽ ghi là nợ tài khoản 3333 và có tài khoản 1121 nhé. Nó cách khác là 1121 luôn. Thì số tiền của chúng ta ở đây sẽ là 40.000 đô la nhân với 2% và nhân với tỷ giá là 22,9 luôn các em ạ. Được chưa? Thì đấy chính là số tiền mà chúng ta sẽ phải trả cho con cơ quan hải quan. Chúng ta sang nghiệp vụ số 6. Ở nghiệp vụ số 6 thì ngân hàng báo có cái khách hàng C thanh toán 40.000 đô la này thì chúng ta sẽ định khoản như thế nào nhỉ? Nợ tài khoản 112 và có tài khoản 131. Số tiền 112 này cũng sẽ ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm mà chúng ta nhận được tiền. Chúng ta sẽ ghi 40.000 đô la nhân với tỷ giá ở đây là gì nhỉ? Ở nghiệp vụ số 6 để cho là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại là bao nhiêu các em? Là 22,8. Vì vậy chúng ta sẽ nhân với 22,8. Có tài khoản 131 thì chúng ta sẽ là 40.000 đô la nhân với cái số tiền tại thời điểm chúng ta ghi nhận công nợ cũng là 22,8. Thì chúng ta sẽ ghi 22,8. Ok, vậy thì ở nghiệp vụ số 6 này không có chênh lệch tỷ giá giữa việc mà lúc ghi công nợ và cái lúc nhận được tiền. Đúng không? Ok, cảm ơn các em.